Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì lợi dụng việc khai thác rừng trồng sen trong tán rừng tự nhiên thuộc dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên, tức dự án FLIC tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, thì một số người đã chặt phá luôn những cây rừng tự nhiên. Tình trạng này đã làm hủy hoại nguồn tài nguyên rừng và gây bức xúc trong người dân. Phóng viên thời sự đã đến hiện trường để phản ánh về thực tế này. Núi Cà Bương thuộc địa phận thôn Tân Lương, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Cả một vạt rừng xanh tươi thuộc khu vực trồng rừng theo dự án FLIC giờ chỉ còn lại một màu xám xịt như thế này. Cho than, những cây rừng đang đốt dở, những khúc gỗ nằm lăn lóc và những cây rừng chỉ còn trơ gốc. Lần trước thì cũng còn chừa lại cây lớn, nhưng mà lần này khi khai thác keo chỗ đi xong thì bây giờ là cắt hết những cái cây lớn, cái đồ gì cắt hết để mà tận dụng làm đất. Dự án FLIC, còn gọi là dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên, được triển khai tại 5 tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Phú Yên, với mục tiêu tăng cường năng lực quản lý, sử dụng rừng và đất rừng cho tổ chức, cộng đồng và hộ dân, quản lý bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế của người dân. Theo đó, diện tích đất rừng sẽ được cấp cho tổ chức, cá nhân trồng rừng, ở khu vực này là trồng rừng sen trong diện tích rừng tự nhiên. Nhưng ở đây, lợi dụng việc khai thác rừng trồng thuộc dự án FLIC để triệt hạ luôn cây rừng tự nhiên. Đây làm công phó chủ tịch ạ. Mà làm được mấy ngày rồi? Mới lại đây bữa đầu tiên, mấy bữa đây là nó chở củi rồi, giờ nó chở đâu được 100 mấy chục khối rồi ạ. Việc chặt phá này được thực hiện công khai. Khi chúng tôi đến, hàng chục người làm thuê vẫn đang thu gom cành, nhánh cây rừng đã được đốt trước đó để tạo mặt bằng. Họ cho biết người thuê họ làm công là ông Nguyễn Thanh Hà, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hội và là chủ khu đất này. Trước đó, trong ngày 26 đến rạng sáng ngày 27 tháng 9, theo những người làm công và người dân tại địa phương chứng kiến vụ việc, có hàng chục xe gỗ, củi như thế này đã được chở ra khỏi hiện trường. Và trong ngày 26 tháng 9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản và thu giữ hơn 144 tấn cây rừng tự nhiên do ông Nguyễn Thanh Hà và Huỳnh Văn Trọng tự ý khai thác. Tôi nói chuyện với chị chứ. Vô đây mà anh chị muốn quay thì quay, anh chị muốn làm gì làm đâu, anh chị đâu phải... Đấy là anh chị chưa xin phép đâu nha, tôi đặt máy ấy. Thì trong cái quá trình mà mình khai thác ấy, là mình đốt cái cây đấy nó cháy đi. Đấy, nó cháy đi. Thì mình cháy đi ấy, thì sau này nó gãy cái tàn xuống, nó sẽ hư cái cây keo. Cho nên là xin phép tận dụng những cái cây cuối ở trên cái diện tích rừng đó. Và được Ủy ban dân xã Sơn Hội cho phép, có giấy cho phép khai thác, tận dụng cuối trên diện tích đó. Cho nên là mình làm. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hội Trần Ngọc Tây, thì Ủy ban nhân dân xã chỉ cho phép tận dụng cành nhánh của cây keo sau khi khai thác từ dự án FLIC để làm củi. Riêng cây tự nhiên trong diện tích rừng này thì xã không có chức năng cho phép. Tất cả các cái vấn đề mà cây cối mà lâu nay thiết kế được thiết kế không cho chúng ta đổ phá, vẫn giữ nguyên lại thì vẫn giữ nguyên hiện trường. Rồi sau khi khai thác tiếp tục là chúng ta trồng rừng lại để bảo vệ. Chứ còn cái vấn đề xã mà cho phép mà khai thác sau đó là không có, rất khó. Điều đáng nói là việc vi phạm chặt cây rừng tự nhiên này lại do cán bộ và người nhà cán bộ chính quyền địa phương làm, đã gây bất bình trong nhân dân, cần phải được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.